Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì cách cái con đường nhựa này khoảng 60m á, thì có một miếng đất nền đang bán giá là 700 triệu. Đó, thì bây giờ em sẽ quay đất cho anh chị xem thử ha. Nhưng mà trước tiên là em sẽ giới thiệu về con đường và xung quanh đây ha. Thì trước tiên là anh chị xem nè, đường phía trước này nè, là đường nhựa này rất là rộng luôn. Đường này nói chung là xe tải lớn nhỏ là hay là xe 50 chỗ là vinh vu luôn. Đó, nhìn cái con đường này là khoảng 7-8 mét luôn, nói chung là rất là lớn luôn ha. Thì dân cư xung quanh đây á, nói chung là em thấy rất là đông luôn, nhà san sát nhau nè ha. Rồi hai cái bên đường này nè, đây em sẽ quay một vòng cho anh chị xem ha. Thì bên hai cái con đường này nè, nhà nước hay là người dân gì đó, người ta trồng bông rất là nhiều nè. Nó nhìn cái con đường này nó tình, nó đẹp quá ha. Nói chung là cái khu này nè, em thấy giống như là đang phát triển á, em thấy rất là sung luôn nha. Sát bên mình á, tầm khoảng mình đi lại tầm khoảng 3 phút thôi là sẽ có đầy đủ luôn, như là nhà văn hóa nè ha, ủy ban nè, chợ Long Vĩnh nè, rồi nói chung là rất là nhiều luôn, trường học đồ đó. Thì một lát em sẽ mở định vị cho anh chị xem ha. Nói chung là tuyệt vời nha. Rồi, thì từ cái con đường nhựa này nè, mình đi vô khoảng 60 mét thôi là tới đất của mình rồi ha. Thì đi trên con đường này nè, em thấy cái khu này nè rất là sáng luôn. Nói chung là nhìn hai bên ha, thấy hai hàng hoa là thấy là tươi tắn yêu đời lên liền á. Đây, từ cái đường nhựa là mình sẽ đi vô cái con đường đan này. Thì đường đan này là khoảng 2m2 nha, xe ô tô vô tới đất được. Nhưng mà xe 4 chỗ gọn gọn á, thì mình đi sẽ dễ nha. Ở phía ngoài đây nè thì em thấy nó rộng, xe 7 chỗ mình có thể đi được. Nhưng mà ngay chỗ cái hai cái rào này nè, em thấy là làm như nó hơi nhỏ á. Ngay chỗ này thì xe ô tô 4 chỗ là mình vô được nha. Còn 7 chỗ thì vô tới đây hơi khó. Thì nói chung là 4 chỗ đi được, 7 chỗ là đi hơi khó ha. Đi vô khoảng 60 mét thôi là tới đất của mình rồi. Đường trong đây là em thấy nó rộng hơn nè. Trong đây là nó khoảng 2 mét rưỡi á anh chị. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, đó là miếng đất này nè ha. Thì đất của mình á, là anh chủ mới cắm trụ cọc ranh giới hết rồi, nhưng mà chưa có kéo hàng rào thôi nha. Thì đất mình có diện tích á, bề ngang là 8m1. 8m1 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ này nha. Đây, từ cây trụ này mình sẽ đo dài qua bên đây. Đó, đo dài qua tới cây trụ bên đây là 8m1. Chiều sâu vô của mình là 32. 32 là sẽ tới cái mí ở dưới kia. Đó, thì bề ngang là 8m1, chiều dài là 32, trong đó là có 100m2 thổ cư, chủ kêu giá là 700 triệu. Giá này là chủ sẽ bao hết trọn gói giấy tờ cho mình luôn. Hồi nãy em có hỏi anh chủ á, là anh kêu giá này là giá chốt hay là còn thương lượng nữa không? Thì anh nói là cái giá này anh sẽ bớt lọc chút đỉnh cho anh chị lấy lọc may mắn thôi, chứ anh không có bớt nhiều, nhưng mà anh sẽ bao hết trọn gói giấy tờ cho mình luôn. Đó, nói chung là anh bao giấy tờ là tuyệt vời rồi. Đây anh chị xem, từ ngoài đi vô là nhà là san sát nhau luôn ha. Nói chung là bước vô trong đây nè là em thấy nói chung là nó rất là sáng sủa luôn, mà nhìn nó thoải mái, nó tươi tắn lắm. Nói chung là nhìn thích lắm luôn á. Đây, đó, mình đi ra ngoài đó khoảng 60 mét thôi là tới đường lộ nhựa rồi. Đó, điện nước wifi là có đầy đủ luôn ha. Thì từ đây á, mà anh chị đi tầm khoảng 1,5 cây số, 1,5 cây số đổ lại thôi, khoảng 3 phút á, là mình sẽ tới chợ Long Vĩnh nè, rồi ủy ban của xã Long Vĩnh, rồi nhà văn hóa, trạm y tế rồi đó. Nói chung là đầy đủ hết luôn. Thì ở trên hai cái con đường nhựa ở trên đây nè anh chị, nó hai bên đường á, em thấy là tiệm tạp hóa, quán ăn đồ này kia, nói chung là cũng khá là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ mở định vị cho anh chị xem thử ha. À, đất á thì em thấy cũng nói chung là cao ráo nè, bằng phẳng đẹp lắm, vuông vức, ngang là 8m1, dài là 32m, chủ kêu giá là 700 triệu. 700 triệu là chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ nha, và chủ sẽ còn bất lọc chút đỉnh cho mình nữa ha. Thì cái này là thấy cũng quá là ngon luôn rồi, anh chị cứ đi xem thử xem như thế nào ha. Đây thì đất của mình nó là nằm ở hướng Tây Nam nha. Đó anh chị xem nè, đất là nằm ở hướng Tây Nam ha. Đây, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng đây. Đó anh chị xem là xung quanh đây nè, dân cư rất là đông luôn ha. Thì ở ngay chỗ cái khu này nè là có ủy ban nè, có trường học, có chợ Long Vĩnh luôn. Đó, thì em sẽ phóng lên cho anh chị xem ha. Có bưu điện luôn nha.
Đây. À, bưu điện nè, rồi ủy ban nè ha, nó chợ Long Vĩnh nè, nó có quầy thuốc tây luôn, rồi có trạm y tế luôn, có spa luôn, nói chung là có đầy đủ hết luôn, không có thiếu cái gì ha. À, để em sẽ xem thử nha. Để em xem thử ngay chỗ từ vị trí đất của mình á mà mình về tới ngay chỗ thị xã Gò Công khoảng bao xa ha. À, em sẽ xem nha, từ ngay chỗ đất của mình á mà mình về tới ngay chỗ bến xe Gò Công á là khoảng 11 cây số, là mình đi là khoảng 16 phút nè. Đó, ngay chỗ bến xe Gò Công luôn nha, là 11 cây số khoảng 16 phút thôi. Là ngay đó là ngay chỗ thị xã Gò Công luôn đó anh chị. Đó, ngay thị xã Gò Công là sẽ có đầy đủ luôn nè. Nó có siêu thị luôn nè, nó có công viên nè, có bến xe rồi nè, bệnh viện nè, chợ rồi nè. Nói chung là có đầy đủ hết luôn. Mình đi là khoảng 15 phút thôi, còn không thì mình đi chợ gần ở đây ha. Ở đây là sẽ gần thị trấn Vĩnh Bình nữa. Em sẽ xem thử từ ngay chỗ vị trí đất mình về thị trấn Vĩnh Bình bao xa nha. Từ vị trí đất của mình á mà mình về tới ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình á là khoảng 5,9 cây số. Nó khoảng 10 phút nữa thôi nha, cũng gần nha anh chị. Thì ở ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình á là cũng có đầy đủ luôn, à, chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế rồi nè, nó có công an luôn nè, chợ Vĩnh Bình, siêu thị Bách Hóa Xanh, trường trung học phổ thông rồi nè. Có đình rồi, có nhà thờ, có chùa, đầy đủ hết luôn. À, để em sẽ xem thử nha, từ vị trí đất của mình á mà mình về tới thị trấn Chợ Gạo nữa là khoảng 22 cây số. Đây, thị trấn Chợ Gạo mình đi xe là khoảng nửa tiếng nha, 22 cây số. Còn mà từ vị trí đất của mình á, mình về tới bến xe miền Tây, à mình về tới thành phố Mỹ Tho trước nha. Mình về tới thành phố Mỹ Tho á là 38 cây số, mình đi xe là khoảng 1 tiếng nữa ha. Còn mà từ vị trí đất của mình á, mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 61 cây số nha. Đây, mình đi xe là khoảng 1 tiếng 36 phút thôi. Rất là gần ha. Em sẽ mở thử trường học nha. Đây. Đó, có trường mẫu giáo Long Vĩnh rồi nè. Đó, nói chung là xung quanh cũng khá là nhiều luôn nè. Trường mẫu giáo Long Vĩnh nè, rồi trường tiểu học Long Vĩnh đâu nè. Còn không thì mình sẽ trường Vĩnh Hữu rồi nè. Nó trường tiểu học Vĩnh Hữu, trung học Vĩnh Hữu, mẫu giáo Vĩnh Hữu rồi nè. Nói chung là có đầy đủ luôn. Rồi thì em xin nhắc lại ha. Đất của mình á là thuộc về xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì đất là nằm trên mặt tiền đường đan 2,5 m. Thì đất có diện tích bề ngang á là 8,1 m. Đây, ui da. Bề ngang 8,1 m là từ vị trí bên đây, mình sẽ đo dài qua cây cọc bên đây, là anh chủ mới vừa cắm một hàng cọc cho mình luôn nè. Nó bề ngang là 8,1 m, chiều dài sâu vô trong kia là 32 m, thì trong đó là có 100 m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 700 triệu, giá này là chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ cho mình luôn, và chủ sẽ còn bất lập cho mình chút đỉnh nữa ha. Đó, đường này là ô tô 4 chỗ đi được. Thì ở ngoài rộng nhưng mà em thấy ngay chỗ này nè. Đó, chỗ này thì nó hơi hẹp, cho nên là chỉ xe ô tô 4 chỗ đi được thôi. Còn 7 chỗ đi là nó sẽ hơi khó ha. Thì từ đất của mình á, mình đi ra tới ngoài cái con đường lộ nhựa chính này nè. Đó là tầm khoảng 60 mét thôi là sẽ tới con đường lộ nhựa rồi. Thì ở đây là khu dân cư đông đúc luôn. Nói chung là ở đây thì mát mẻ nè, mà nhìn nó sáng sủa tươi tắn. Gần trường học nè, gần ủy ban, rồi gần chợ Long Vĩnh nữa. Mình đi chợ là có 3 phút thôi. Đó, mà mình đi vô trong thị trấn, thị xã Gò Công thì cũng gần luôn. Đi thị trấn Vĩnh Bình cũng gần luôn ha. Nói chung là em thấy vị trí này thì đẹp, giá thì cũng ổn. Anh chị quan tâm thì mình đi xem trực tiếp xem như thế nào ha. Rồi mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ luôn. Thì giá này là anh chủ còn thương lượng bớt lọc cho mình chút đỉnh nữa thôi ha. Đó, anh chị cứ đi xem thử xem như thế nào. Đây. Đó, đi lên đầu đường là có tiệm tạp hóa nè ha, bán đầy đủ luôn, không cần phải đi xa. Nhà thì san sát nhau nè, nó rất là đông đúc luôn. Nó dài dài trong kia rồi cũng có nhà nhiều lắm nha. Đây. À,
hình như em thấy con đường nhựa này nó khoảng 10m, 15m luôn anh chị ơi. Nãy em nói là hình như 6-7m là nó hơi nhỏ, em thấy nó cũng khoảng 10m hơn á. Nó rộng lắm nè. Con đường mà em nói nè ha, trời ơi, bông qua hai bên nhìn nó tươi tắn yêu đời quá ha. Đó, rồi thì anh chị nào quan tâm thì mình đi xem trực tiếp ha. Thì em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Anh chị đi xem thử rồi mình nếu thích thì mình chốt nhanh nhanh nha. Tại vì bây giờ lâu lâu quá em mới có được một nền mà giá ổn ổn như thế này cho anh chị xem, mà có sẵn thổ cư nữa. Về là cất nhà là ở thôi, không còn phải lên thổ cư rồi. Mà khu dân cư lại đông đúc nữa, sát bên chợ, sát bên trường học nữa. Quá là tiện ích luôn rồi. Ở phía ngoài đây thì em thấy có đèn đường luôn á. Rồi, tuyệt vời ha. Xin chào anh chị nha.